Fan Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc đại chiến nhiều đại fan bị bay màu. Cả Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc đều là hai sao nữ thế hệ sau 90 nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Vốn dĩ hai cô nàng rất ít khi động chạm tài nguyên, thế nhưng vừa qua fan hai nhà bất ngờ đại chiến khiến người qua đường cũng chẳng rõ lý do. Được biết, một blogger đột nhiên đăng lại khoảnh khắc Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc chung khung hình trong một sự kiện diễn ra năm 2018. Phía dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận so sánh về nhan sắc của hai diễn viên. Đa phần khán giả đều cảm thấy Cúc Tịnh Y khí chất hơn Bạch Lộc. Tuy nhiên, phía Bạch Lộc không phải dạng vừa, liền mang vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ và make-up đậm ra để mỉa mai idol 4.000 năm. Kèm theo việc đăng tải hình ảnh chung khung hình thì phía blogger cũng tung tin đồn hai người đang tranh tài nguyên. Hiện chưa rõ tài nguyên cụ thể là gì, nhưng phía fan của hai cô nàng không ngừng đồ sát quảng trường mắng chửi nhau không thương tiếc. Phía Cúc Tịnh Y mắng chửi bên Bạch Lộc cọ nhiệt, cosplay tạo hình còn cố tình kéo giẫm chính chủ. Còn bên phía Bạch Lộc chê bai Cúc Tịnh Y diễn xuất thụt lùi, phẫu thuật thẩm mỹ, trang điểm trăm vai như một không khác gì cương thi, đóng phim nào lớp phim đó. Sau một hồi đánh qua đánh lại, trên quảng trường bình luận fan nhà Cúc Tịnh Y chiếm thế áp đảo, thế nhưng nhiều đại fan của cô nàng lại bị cấm ngôn. Nhiều người tỏ ra khó hiểu, rõ ràng fan hai nhà cùng khẩu chiến thế nhưng bị cấm ngôn, lại chỉ có fan nhà Cúc Tịnh Y. Được biết trước đó không lâu, có nhiều blogger lên bài bênh vực cho việc Cúc Tịnh Y thường xuyên bị đối xử khắt khe, dễ thấy cộng đồng mạng đối với phong cách cổ trang của Cúc Tịnh Y quá tiêu chuẩn kép. Nếu diện đồ nhẹ nhàng, không cần cầu kỳ thì bị khán giả chê nhạt, xuề xòa, còn nếu diện đồ lộng lẫy, trang sức cầu kỳ lại bị đánh giá là lòe loẹt. Thực tế, phục sức của Cúc Tịnh Y với ngạch sức, dây tua rua đều đã từng được sử dụng trong những bộ phim cổ trang trước đó. Sau này, các tiểu hoa khác cũng sử dụng thường xuyên như Bạch Lộc, Dương Siêu Việt. Thế nhưng, những sao nữ này thường xuyên lên bài ca ngợi nhan sắc khi sử dụng tua rua và không quên kéo giẫm so sánh với tạo hình của Cúc Tịnh Y. Chính vì thế, phía người hâm mộ Cúc Tịnh Y cho rằng idol của mình đang bị những nhà khác lợi dụng giẫm đạp để đề cao nhan sắc của bản thân. Tuy nhiên, cũng nhiều người cho rằng có thể thời gian tới, Cúc Tịnh Y sẽ có tác phẩm chuẩn bị lên sóng, cho nên cố tình náo loạn một phen để tạo nhiệt độ. Trong thời gian gần đây, nữ diễn viên cũng gây chú ý với nhiều tạo hình xinh đẹp trong dự án cổ trang Hoa Nhung. Tạo hình lần này đã đơn giản hơn nhiều, tập trung vào các màu sắc tươi sáng để làm nổi bật làn da trắng sáng của cô nàng. Cúc Tịnh Y cũng nhiều lần lọt top hot search với tạo hình xinh đẹp và mỹ miều trong Hoa Nhung, khiến nhiều người càng chắc chắn cho việc những ồn ào gần đây là nhằm chuẩn bị cho quá trình lên sóng của bộ phim. Về phía Bạch Lộc, vừa qua cô nàng xác nhận sẽ tham gia dự án phim mới Trêu Nhầm, tuy nhiên vai nam chính hiện vẫn là một ẩn số. Theo đó, nàng tiểu hoa đáng của màn ảnh Hoa ngữ sẽ đảm nhận vai nữ chính Trịnh Thư Ý trong phim Trêu Nhầm, một tác phẩm được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Với cốt truyện đầy chất ngôn tình, bộ phim hứa hẹn sẽ gây bão trên màn ảnh khi chính thức lên sóng. Bên cạnh việc háo hức mong chờ đến ngày được thưởng thức bộ phim, có không ít khán giả tò mò về gương mặt sẽ đảm nhận vai nam chính. Trước đó, nam tài tử Dương Dương được ekip sản xuất nhắm đến cho vai diễn Thời Yến. Tuy nhiên, Dương Dương từ chối tham gia vào dự án lần này vì đang vướng một số lịch trình khác đã ký kết trước đó. Vì thế, Trương Bân Bân trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất cũng như được dự đoán sẽ là gương mặt phù hợp cho vai Thời Yến. Sở hữu vẻ bề ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh của Trương Bân Bân được cho là khá phù hợp khi kết đôi cùng nữ diễn viên Bạch Lộc. Nhưng một số ý kiến khác lại phản bác rằng, khả năng diễn xuất của Trương Bân Bân sẽ khó lột tả được hết cá tính của nhân vật nam chính, giống như trong nguyên tác mô tả. Và để có được vai diễn này, Trương Bân Bân được cho là phải trải qua sự cạnh tranh khá khốc liệt với các nam thần như Hứa Khải, Nhậm Gia Luân, Ngụy Đại Huân.